Cậu, cậu chấm cô ta phải không? Con nhìn thấy cô còn chấm không chị cậu? Nhìn bề ngoài rất hợp ý của ta, da trắng, tóc dài. Nhưng nè, còn điều quan trọng nữa là phải hợp tuổi mới được. Chuyện này dễ thôi, con sẽ lo ngay vụ này cho cậu. Đây. Nè, nhớ lại ta dặn nghe chưa, nhất định là phải là trinh nữ, gia đình á càng ít người càng tốt, hiểu chưa? Rất là hợp ý ta, nếu như mà ngày hôm nay được cho người mai mối luôn. Con biết rồi, không có gì cái này cho con. Nói vậy cậu đây định hỏi cưới cô Lan con bà Lý làm thứ thất sao? Đúng như vậy, tôi bị quá đã lâu rồi, thấy cô ta tôi cũng động lòng, cho nên muốn bước thêm bước nữa. Cậu thiệt là khéo nha, cô Lan á tuy mồ côi cha nhưng rất xinh đẹp, nhất cái làng này đó, vừa nết na nhanh nhẹn khéo léo. Nhưng có một điều là không biết mẹ cô ta có đồng ý hay không. Bà đừng lo bất cứ chuyện gì nữa hết. Riêng 50 lượng á mà nhà cô ta thiếu bá họ Hào và mụ Trần, tôi sẽ trả hết. Và cho thêm 50 lượng nữa nếu như cưới được cô ta. Trời, vậy sao? Vậy là nhà bà ta được 100 lượng. Đúng. Nhưng tôi đâu có biết thân thế gốc gác của cậu ở đâu mà tôi nói cho đàn gái biết. Đây, 10 lượng đó là của bà. 10 lượng? Ừ. Của tôi? Ừ. Trời, cảm ơn cậu nghe. 3 ngày sau, nếu như được đặt hỏi, tôi sẽ đưa trước một nửa. Còn một nửa, sau khi rước dâu, tôi sẽ đưa hết. Cảm ơn cậu nha, cậu thiệt là hào phóng. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Trời, vậy mình có được 10 lượng rồi. Hay quá. Bà, đây là dịp mai hiếm có rồi bà. Tôi nói á, thân gái nó 12 bên nước mà tôi nói con Lan á, nó vậy là nó có phước lắm rồi đó. Tôi nói, tôi nghe đàn trai nói mà tôi tưởng như tôi đang nằm mơ, mà không biết á có lộn cái tiểu thơ nhà nào không á. Bà ơi, 100 lượng bạc á nha bà, chứ đâu phải ít đâu. Nè, tôi nói cho bà nghe, rồi bây giờ bà trả nợ 50 lạng, còn 50 lạng á, lúc đó bà tha hồ bà xây nhà nè, bà mua ruộng đất nè, bà thuê người làm nè. Trời ơi, còn gì bằng nữa bà. Bà chịu đi bà. Bà nói nó chịu đi bà. Nha. Ờ. Nhưng bà à, chuyện trăm năm là chuyện đại sự. Tôi không thể để con tôi nhắm mắt đưa chân như vậy. Với lại tôi nghe nói người ta ở xa lắm. Tôi nói thiệt, gia đình người ta đàng hoàng tử tế, lai lịch rõ ràng, mà bà không biết họ. Nhưng tôi biết họ, thì bây giờ bà biết tôi được rồi, phải không? Đồng ý đi bà. Hồ Thị Liệu nhắm mắt đưa chân để trả nợ. Nhìn mẹ già đầu hai thước tóc mà bị người ta nặng nhẹ đủ điều, phận làm con chịu sao nổi. Thôi thì coi như trả hiếu cho mẹ già. Con sao vậy? Bà về nói với họ là tôi đồng ý. Con à. Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. 2 ngày nữa
mình phải trả nợ cho người ta. Rồi con không muốn mẹ phải vất vả vì tuổi xế chiều. Con là con gái, trước sau gì con cũng phải đi lấy chồng. Thì bây giờ mình có mối tốt, mình lại có tiền để trả nợ nữa. Mẹ ơi, mẹ hãy để cho con làm tròn chữ hiếu nha mẹ. Vậy là bà với cô đồng ý rồi hen. Vậy à, 3 ngày nữa người ta lại đặt lễ. Vậy à, lúc đó tha hồ mà cô tìm hiểu nha cô. Vậy à, tôi xin phép bà tôi về nghe. Về nha con. Mẹ ơi, đàn trai tới rồi. Dạ chào. Chàng ơi, chúc chúc chàng đi thượng lộ bình an. Thiếp mong thương chàng nhiều lắm. Chàng yên tâm đi, ta thu xếp công việc xong sẽ quay về nước nè. Chỉ nửa trăng thôi mà. Yên tâm chờ ta nha. Đi thôi. Chẳng lẽ nói vậy rồi con đi thiệt sao? Mẹ à, con đi thăm vị hôn phu của con. Mẹ làm gì mà lo dữ vậy? Con không biết đường xá, lỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ yên tâm, con đã có cách. Vậy thì con phải ráng nha. Cẩn thận đó, đi sớm về sớm nghe chưa? Dạ, thưa mẹ con đi. Ừ. Dấu đậu rồi ta.
Không lẽ đây là nhà của chàng? Sao thấy âm u và huyền bí quá nhở? Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Như có ai đang tới. Đúng rồi đó chị. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn. Làm ơn với. Trời ơi, cứu tôi với. Tại sao hai con bị chó vậy? Làm ơn mở chó cho chúng tôi với. Làm ơn nha. Chị ơi, cứu chúng tôi với, nhanh đi chị. Hai con bình tĩnh, để tôi mở cho. Hình như là hắn đang về đó. Đúng rồi, con trốn nhanh lên. Con trốn đi. Trốn, sao tôi trốn? Chị trốn đi. Nhanh đi chị. Hay chị giết chị đó, trốn đi. Mà hắn là ai mà tôi phải trốn? Chị trốn đi. Trốn đi. Đây là vị hôn phu của mình mà. Sao mà hai cô gái đó lại kêu mình trốn? Làm ơn thả chúng tôi ra đi. Làm ơn. Làm ơn thả chúng tôi về đi. Tôi không muốn chết. Không. Thả tôi ra. Chúng tôi muốn về nhà. Tôi xin hai người đó. Hai người hãy thả chúng tôi ra đi. Thì cái gì cắm miệng lại. Ồn ào quá. Muốn ăn đòn không? Thả tôi ra. Thả tôi ra đi, tôi hứa là sẽ không nói với ai hết. Các người may mắn lắm mới được ta đưa về đây làm nương tử. Sao cùng khóc la sùm. Cầm mồm hết đi. Nói láo. Người đã dùng lời lẽ xảo trá và của cải để dụ chúng tôi. Người nói cưới ta về để làm vợ, thì sao không dắt chúng ta về nhà mà lại đưa chúng ta vô đây? Khi vô đây chúng ta mới biết được bộ mặt thật của ngươi. Ngươi là pháp sư bệnh hoạn, yêu ma quỷ quái. Chị ơi, bọn chúng bắt chúng ta về lấy máu của chinh nữ đó chị. Rồi không biết bọn chúng sẽ làm gì mình nữa. Nè, ta sẽ nói cho các ngươi biết, sẽ có một người thứ ba, sẽ có một nương tử thứ ba sẽ xuất hiện ở đây nữa. Tới lúc đó ta sẽ cho ba nhà ngươi chết một cách nhẹ nhàng và tội nguyện. Cậu chủ, đó có phải là thuốc trường sinh bất tử không? Đúng, đó là thuốc trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ thành công. Thứ ta cần là máu của trinh nữ. Ta sắp có rồi. Ta sắp có rồi. Im hết đi. Và ngươi nữa, điều ta cần khi ta mang nương tử thứ ba của ta về đây, ta muốn nhà ngươi giữ câm miệng hai ả này lại, không được cho hai ả này náo loạn. Như vậy nương tử của ta sẽ sợ hãi. Ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy. Ta muốn lúc ta lấy máu của nàng, nàng phải thật thoải mái, phải thật nhẹ nhàng. Như vậy ta mới thành công được. Ngươi hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi cậu chủ. Hiểu chưa? Quân sát nhân thì ra
mình chỉ là vật tế của hắn. Làm sao đây? Nếu mà xuất hiện, hắn sẽ giết mình chứ. Cẩn thận đó. Nhưng mà không được. Làm sao chúng ta có thể thoát ra đây chứ? Dạ đúng rồi đó chị. Ở đây là rừng sâu, mình đâu có biết đường đi ra đâu chị. Hai người yên tâm đi, tôi đã tìm đường vô đây được thì tôi sẽ dẫn hai người ra được. Nhanh lên, đi theo tôi. Đi chị. Nhanh lên. Mệt quá tí ơi. Tôi nghĩ mệt quá tí ơi. Bọn chúng trốn hết rồi. Con đã nói cậu chủ giết hết bọn chúng mà cậu chủ không chịu. Ngươi làm gì mà hỗn loạn lên vậy? Chúng có thể đi đâu được? Ngoài ta ra, nếu như ta không dẫn đường thì không một ai có thể thoát khỏi khu rừng này hết. Rồi chúng sẽ quay lại đây lại lục ta, gian sinh ta, nếu như không muốn làm mồi cho thú dữ. Dạ, con quên. Mê lộ của cậu chủ là cao siêu rồi. Làm gì bọn chúng tìm được lối ra. Ngươi hãy sai người ra chặn tất cả các ngã rừng, bắt hai con ả đó về đây cho ta. Dạ, tuân lệnh. Khoan. Còn ngươi, ngươi hãy chuẩn bị xiêm y cho thật đẹp, cùng với tất cả các sính lễ mà ta cần. Chuẩn bị cho thật chu đáo. Ta muốn về làng rước nương tử của ta cho đúng hẹn. Rõ chưa? Dạ, tuân lệnh. Các người không thoát khỏi tay ta đâu. Hóa ra là tỷ đi theo những cây đậu một thành hàng này đó hả? À, tỷ thông minh thiệt luôn á. Tỷ dùng cách này để đánh dấu đường đi đó hả? Là do ta nghi ngờ vị hôn phu của mình, cho nên ta đã bỏ đậu vô túi nải của hắn, rồi trên đường nằm rơi xuống để tìm dấu vết. Nào ngờ hình như có tiếng người. Đi theo đường này nhanh lên. Đường nào cũng vậy. Nhanh đi, nhanh đi. Cậu anh, nhanh lên, nhanh đi. Cậu anh. Anh, cậu này nè. Đi. Nhanh lên. Phía trước là vực thẳm. Chúng ta phải làm sao? Nếu mà bây giờ chúng ta quay lại á, sẽ bị bọn chúng bắt đó. Được rồi, bây giờ mình chỉ còn một cách thôi. Đó chính là liều chết. Liều chết. Được thẳm đó. Ôi chân. Hai con ả này nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ở đây là đường cùng, phía trước là vực thẳm, tụi nó chạy đi đâu được chứ. Không lẽ là tụi nó lao đầu xuống vực rồi hay sao? Vậy là tụi nó chết rồi hả? Tụi nó chết là tao với mày chết luôn đó. Mày khùng hả? Nó chết thì chết, mất mới thì tao với mày. Tìm đâu ra trinh nữ cho ông chủ? Mày quên là ông chủ sắp về làng cưới một cô trinh nữ rồi hay sao? Còn lại hai cô thì mình từ từ mà tìm. Về đi.
Dạ thưa nhạc mẫu, ngày hôm nay á là ngày lành tháng tốt, con mang sính lễ qua đây xin phép được rước dâu về. Thưa nhạc mẫu, đây là song thân của con, tuy là ở rất là xa xôi nhưng cũng đã sắp xếp tới đây cho đúng lễ ạ. Thật là quý quá, con rể của mẹ thiệt là chu đáo. Nhạc mẫu quá lời, đó là bổn phận của con mà. Cho con hỏi nương tử của con đâu ạ? Chính vì con chu đáo như vậy cho nên mẹ không thể nào thiếu chu toàn được. Dạ. Lan à, ra đây con. Cậu ơi, cậu, sao hai người còn sống? Cậu ơi, hai người, cậu. Bây giờ đã đầy đủ ba mặt một lời, ta cũng có món quà thích đáng để tặng cho nhà trai đây. Máu chó. Không thể như vậy được. Cậu ơi, qua phép biến tất cả mọi người thành chuột nhắt đi cậu. Người mau lau chùi hết những cái thứ dơ bẩn trên người ta coi. Lẹ lên. Các người phải chịu đợi tôi. Tà ma thất nhân ác đức, dám đem con gái ta ra mà luyện phép. Đi cậu. Mạnh khỏe anh. Cậu. Ba cô gái này may mắn là trốn thoát, còn ngươi đó đã giết bao nhiêu cô gái khác. Bây giờ ngươi biết tội chưa? Giải chung đi. Buông ta ra, ta phải luyện kim đơn. Buông ta ra. Cậu ơi, cứu con cậu ơi. Cứu con cậu. Đừng tự cứu ta. Ta cậu. Phải luyện linh đơn. Cứu con cậu. Tôi đã cho lính qua nhà mà mai mối bức nhân kia đối chất kết tội. Hai cô may mắn đó, giờ trí thông minh của cô Lan đây là dễ cứu. Dạ, đa tạ quan nguyện. Mẹ xin lỗi con gái, thiếu chút nữa là mẹ đã đưa con vào động quỷ rồi. Ơn trời, nhờ có tỷ, nếu không tụi muội đã chết trong rừng sâu rồi. Đa tạ tỷ đã cứu giúp tụi muội. Qua uống vậy mà xài quá. Trời đứng bóng rồi, chắc trâu có đói lắm rồi. Ơi, tội nghiệp con trâu, đói lắm và phải không con? Đi ra ăn, nghe không? Con... Hả? Con trâu đâu rồi? Con trâu tôi đâu rồi? Con trâu tôi đâu rồi? Con ơi! Trâu ơi! Con ơi! Con đâu rồi? Trâu ơi! Hai cậu ơi! Có thấy ai dẫn con trâu đi ngang qua đây không? Sáng giờ không thấy con trâu. Không thấy ai dẫn trâu hết. Có thấy không? Sáng giờ đi có thấy trâu bò gì đâu anh. Trời ơi! Trâu tôi đâu rồi? Trâu ơi! Trâu ơi, con ở đâu trâu ơi? Cái cô ở đằng đi lại đây mà cô có thấy ai dẫn con trâu đi không cô? Tôi không thấy gì trơn á. Trâu muốn không? Lộn. Dạ. Trâu, mày có thấy ai dắt con trâu của chú đi không? Trâu chú hả? Trâu cưng như trứng, hứng như hoa chú hả? Đúng rồi. Không. Con trâu của chú mất rồi. Mất rồi hả? Ừ. Lúc nào chú cô cũng đi chung với nó, như hình với bóng với nó vậy đó. Nhưng mà chú làm cho nó giận cái gì nó bỏ đi gì vậy? Đây nè, để chú kể cho con nghe. Chiều hôm qua đó, chú thả nó ở ngoài đồng á. Rồi con của em đẩy đó, qua mời chú nói là cha con mời chú qua uống rượu. Dạ. Rồi chú mới dẫn trâu về nhà chú cột đàng hoàng.
rồi chú qua bà chú rượu, chắc chú uống quá chén á, tại vui quá chú sai tới mức độ mà chú về nhà chú ngủ mà chú không biết có đóng cửa hay không nữa, rồi con trâu của chú, trời ơi trâu ơi mất luôn rồi, con biết rồi, nó mất rồi, nhưng mà cái này tại chú nè. Sao tại tôi chứ gì nữa, chú không quan tâm, chú lo lắng cho nó, chú hờ hững với nó một chút xíu thôi là mất, ai biết chú nhậu sai đó. Bây giờ chú tỉnh táo, chú lúc nào ở bên cạnh của nó, chú ngủ chú nằm chung với nó luôn đi, sao mất. Chú biết vậy rồi, nhưng bây giờ quan trọng là phải tìm cho được con trâu của chú nè. Trâu ơi, chú đừng có lo lắng nữa, bây giờ còn con nè, chờ có sập xuống rồi chú cũng còn có con bên cạnh chú nè, để con tìm tiếp chú. Nhưng trời, mà, cảm ơn con. Con để con bán hết mớ rau này, con tìm tiếp chú. Trời ơi trời, con bán hết mớ rau này, chắc con trâu của chú bị làm thịt rồi. Trời ơi. Ủa này chú, cái làng mình nào giờ đâu có bị mất mát mang trộm gì đâu ta. Thì bây giờ mất rồi. Mất thì con biết rồi, nhưng mà thằng ăn trộm á, chắc có lẽ là nó gình gặp nè, nó theo chú nè, theo dõi lâu rồi. Cái thứ hai nữa hen, là nó cưng con trâu hơn chú nữa đó. Thôi phải đừng có nói gì tăng phần thêm đau lòng nữa. Để tao đi tìm con trâu tao. Dạ, ơi. Để con tìm tiếp cho. Mà mai mốt chú đừng có nhậu say nữa nha. Chú đừng có hờ với nó nữa nha. Trâu ơi. Trời sắp tối rồi mà tìm không được con, rất là đau lòng lắm. Rồi đêm nay con ngủ ở đâu? Trời ơi, mất con chắc cha chết quá. Trâu ơi. Bà mau lên. Cái gì mà đi chậm rì vậy? Trời ơi, ông cũng phải để tôi thở chứ. Làm gì hối vật, mệt muốn chết. Thở xong chưa? Ê, từ từ đi. Hít thở. Rồi, trả lời. Cái gì? Ông lấy buông qua chưa? Trời ơi, ông ơi. Ông lấy buông đó. Vợ ông nói ông đi mua bán ở đâu rồi. Thì chừng nào ông về rồi bà kêu ông qua đây gặp ông được chưa? Ông đi buông đi bán, lấy trâu ở đâu cũng phải có ngày về, phải không? Hỏi kỹ ngày nào về chứ, để đứng đây nghe cái chuồng trâu rồi tôi giữ mấy con trâu này hoài. Quên mất tiêu rồi. Thôi đợi, ông ở đây đi. Tôi nghỉ mệt chút xíu xong rồi tôi đi chạy qua tôi nhắn với bà. Thôi khỏi đi ha, nhờ một xíu chuyện với ông xong. Nhìn mặt bà, nhìn mặt con trâu giờ không biết ai là trâu ai là bà. Bà ngu hơn con trâu. Trời ơi, cái ông này sao hôm nay ghê quá hả? Hết chuyện hôm nay ông chửi vợ ông ngu như trâu hả? Chỉ làm sao, tôi đang quê mấy con trâu nha, bán buồn không được nha. Đi về nấu cơm đi, nó bụng ơi. Nó cái gì? Ông lại như tôi như con ông vậy á? Sao dần vậy, ai chịu nổi? Tôi vô tôi nấu cơm. Là hôm nay hả, cho ăn cơm khét luôn. Bà dám cơm khét không? Bà cho ăn cơm khét đi. Tôi chối bà lại đi nhốt chung mấy con trâu luôn cho biết. Vợ với con. Đó, ăn đi, ngoan. Con trâu của tôi. Hả? Cái gì? Hả? Trâu của tôi. Cái gì? Con ơi, về con. Trâu nào của ông? Con trâu nó đi lạc. Nên bậy vô cùng. Trâu trong chuồng của tôi là của tôi. Con trâu nó con gà gì nó xíu lạc. Con trâu nó bự, nó có lạc ngoài đồng ngoài ruộng kìa. Ở chuồng của tôi là của tôi, sao của ông được? Nhưng con trâu của tôi, ông thiệt kìa. Tôi thấy nó nhìn tôi nước mắt nó chảy kìa, thấy không? Nên ông ơi, trâu là nhìn ông nước mắt chảy, rồi nó ăn cỏ. Trâu là của ông. Ông nhìn sao ông ngó trâu của ông, nói cho nghe coi. Tôi cho nó quen hơi như sao bà? Quen hơi bậy, con trâu nào cũng màu đen, có hai cái sừng, có cái mỏ ăn cỏ. Bậy quá, trâu chuồng tôi nó trâu của mình. Về đi. Tôi xin ông bà cho tôi dẫn nó về đi. Con trâu của tôi mà xin cái gì? Cho tôi xin đi. Bậy bà đi về. Thôi đừng. Tôi xin thấy ông đừng. Không được ở lại với nhau. Nếu hai đứa ông giải quyết không được thì nhờ lên quan và quan xử cho. Bây giờ một lần nữa tôi xin ông cho tôi dẫn nó về, nó không thì tôi thưa lên quan à. Thưa đi. Trâu trong chuồng tôi có tôi mới gì ông thưa. Ông có bằng chứng gì ông thưa? Ông thưa đi tôi hầu. Được rồi. Tôi thưa nha, ông đó đi hầu nha. Ông đi thưa đi, tôi mới đi có dịp đi hầu. Thôi vậy lên quan đi. Lên quan đi. Rồi, đi lên quan. Ông thấy con voi rồi đè ông chết chưa? Đi. Tất cả trật tự. Ông đang kia. Dạ. Ông kiện tên Tứ ăn trộm trâu của ông. Vậy ông có chứng cứ gì không? Dạ thưa quan, tôi chỉ có con trâu là gia tài, nên tôi rất thương nó. Nó bệnh, tôi bệnh, nó vui,
tôi vui. Hôm đó tôi uống hơi quá chén nên tôi say. Tôi ngủ tôi không biết gì hết. Có một kẻ thừa cơ hội, nó vô nó dẫn con trâu đi mất. Tôi đi tìm nó khắp nơi nhưng mà không gặp. Tôi tới cái bầy trâu của ông này nè, tôi thấy cái trâu tôi nó ở trong đó đó. Chứ tôi không có bằng chứng gì hết. Ông không có bằng chứng mà lại xông vào nhà người ta, nói là con trâu đó là của mình. Vậy ông có biết là tội vu cáo là phải bị phạt 10 hèo hay không? Dạ thưa quan, xin quan soi xét. Tôi nuôi nó từ nhỏ nên tôi rất là thân thuộc với nó. Dù nó đứng 100 con đi nữa thì tôi cũng nhận ra nó. Đó là lý lẽ của ông. Nhưng nếu như không có chứng cứ thì ông không thể nào nhận con trâu đó là của mình được. Bây giờ ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có đặc điểm nào để ông nhận ra nó là con trâu của ông không? Tên Tứ kia. Dạ. Ông đang đây kiện ngươi đã trộm trâu của ông đang. Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Nói đi. Dạ thưa quan, có quan. Nhà con nuôi một bầy trâu, con nào con nấy nó mập ú như con gì đó quan. Nếu ổng cứ khăng khăng á nói con trâu này của ổng, quan viết giấy giao kèo đi. Nếu mà con sai á, con bị mất con trâu cho ổng, con bị phạt 30 lượng bạc luôn đó quan. Ông Trà. Dạ. Ông hãy lấy giấy bút ra lập bản giao kèo đi. Dạ. Nếu ai tả được đặc điểm con trâu thật đúng thì con trâu đó của người đó. Dạ. Giao kèo đã lập xong, tên Tứ, hãy mau tả đặc điểm của con trâu đi. Dạ bẩm quan, con trâu nhà con á quan, nó màu đen, nó có hai cái sừng cong lên, mà hai cái sừng không đều nhau. Giữa hai cái sừng đó nó có một cái dòng xoáy đen chính giữa hai cái sừng. Mà chưa hết đâu, nhìn trên người con trâu nhà con có năm cái xoáy trên người nó đó. Chưa hết, hai cái chân trước đó con đo 4 gan, ha, 4 gan một chân. Hai chân sau nó dài hơn chân trước nửa gan, có nghĩa là 4 gan rưỡi đó. Con trâu của con là vậy đó. Đặc điểm nữa nó ăn cỏ. Lão Trà với lại trưởng làng. Dạ. Hãy ra kiểm tra con trâu thật chính xác đi. Dạ, bẩm quan. Dạ bẩm quan, những đặc điểm mà tên Tứ có điều chính xác. Khá khen cho tên Tứ có trí nhớ thật tốt. Còn ông Đan. Dạ. Ông có thể cho biết là ông biết được những đặc điểm gì mà để nhận dạng đó là con trâu của ông không? Dạ, tôi không có đo mà tôi cũng không có đếm sấy trên lưng nó nữa. Nhưng tôi chỉ biết một điều là tôi với con trâu rất là thân thiết. Mỗi lần mà tôi vuốt nó đó thì nó mừng và nó le lưỡi ra cái nó liếm hai bên mép nó, vậy thôi. Dạ bẩm quan, nó chuyện bình thường quan. Con trâu nào mình vuốt nó không mừng, mình vuốt nó không le lưỡi mừng chủ. Trời ơi, bình thường thôi. Trời ơi, có gì đâu bình thường mà. Trời ơi ông, chú ơi chú sao vậy? Nó là con chú cưng nó hơn chứng mộng nữa, sao bữa nay chú không nhớ gì chứ vậy? Chú gan nhớ còn lại chú đó. Im lặng. Ông đang kia, chứng cứ của ông đưa ra không chính xác bằng tên Tứ. Theo như giao kèo đã được lập thì con trâu kia không phải là của ông. Quang ơi, con trâu đó là trâu của em mà quang.
Quang ơi, con trâu đó là trâu của em thật mà. Buổi xét xử coi như tạm ngưng ở đây. Mọi người cứ giải tán về. Ngày mai bổn quan sẽ xét xử tiếp. Bẩm quan, trà tôi mới pha còn nóng à, xin mời đại quan dùng. Ông ngồi xuống đi. Dạ. Ta muốn nói chuyện với ông. Dạ. Ông thấy hồi sáng khi xử vụ án thì ông thấy như thế nào? Dạ thưa quan, tôi rất đổi ngạc nhiên vì ít thấy người nào nuôi trâu trong chuồng mà lại đo đếm từng chi tiết một của con trâu, cũng như là nó có bao nhiêu cái xoáy, cái sừng nó có đồng đều hay không, và chân trước, chân sau, nó chính xác từng ly từng tí như một. Thật là quá lạ lùng, thưa quan. Ta cũng thấy như vậy, nhưng ta thấy tình cảm của ông Đan dành cho con trâu nhiều hơn là tình tứ. Và ông ta có vẻ thương con trâu giống như là người cha mà thương con vậy. Nhưng tình tứ thì có đầy đủ chứng cớ. Dạ. Yeah. Cho nên mình phải trả con trâu cho hắn. Dạ. Yeah. Thôi, bây giờ ta đi nghỉ sớm đi. Để sáng mai xử cho xong cái vụ án này. Dạ, yeah. Thưa đại quan nghỉ sớm. Vậy em cũng về nghỉ đi nha. Dạ, chào đại quan. Mau coi. Cái gì mà rề, rề. Ngộ ghê. Anh đi cũng không dám bước. Ngủ cũng hối, đi cũng hối nữa. Mau đi. Cái gì vậy? Từ từ với ông làm gì ông hối tôi gì giặt à? Từ từ cái gì? Khi mày ra coi mấy con trâu kìa. Chứ tôi lên đình nữa, kiện tụng tùm lum hết trơn. Ý tôi nói là ông, cái ông lấy trâu đâu rồi? Lấy trâu gì? Qua đây làm chi? Buôn bán gì nữa? Người ta đang kiện tụng kìa. Tôi lên đình đây, bực bội à. Trời đất ơi, cái ông này ngộ ghê. Làm như tôi cái thớt vậy. Giận cái là đổ lên đầu tôi à. Kỳ cục quá. Ông Tư đâu? Ông Tư mấy chú Linh. Ông Tư cái kiếm chồng tôi à. Bà nghe tội nè. Tại sao tôi lại ở nhà tôi không thấy chồng bà? Rồi ra chuồng trâu này cũng thấy là sao? Trời ơi hai chú ơi, chồng tôi vừa mới đi lên trên đình tức thì xong á, đi lên trển hậu kiện ở trển á, mà kiếm chồng tôi giờ này chi không? Quan dặn tôi xuống đây á là nói với chồng bà đó, dẫn một con trâu cái lên đình. Quan có việc cần nhờ đến. Dẫn trâu cái lên hả? Ừ. Trời, xuống sớm một chút mà đỡ biết mấy không? Giờ mới đi tức thì không lẽ giờ tôi chạy ngược ra tôi kêu ổng chạy ngược về dẫn trâu đi. Chồng bà đi rồi. Đi rồi. Vậy thì giờ bà dẫn trâu dẫn luôn. Tôi dẫn hả? Ừ. Cũng được, con trâu cái đúng không? Ừ. Rồi thôi được rồi, hai chú đi gia đình trước đi rồi được cái gì tôi đi ra đó. Ừ, vậy nha. Dạ. Đi. Trời đất ơi. Trai tráng lính láng gì đi nhanh chút đi cho đỡ biết mấy. Giờ cái hành mình bắt mình phải dắt đi. Đi nha con. Ơi, lên trên đình để coi quan cần mày để làm gì đây, tao cũng không biết nữa. Đây, đi theo tao nè, đây. Nhanh con, đây. Đây con, đừng qua đây. Qua đây con. Qua đây nè. Bà chị à, tôi cột trâu tôi đây nha.
Trời, cái ông này bỏ hết chỗ sao đi cột chỗ này. Ở đằng kia có cái cây kìa, đằng sau này cũng có cái cây nè. Không cột, đi vô cột chung với cái cây của tôi chứ vậy. Bà chị này mới lạ. Ủa cây cột này của nhà bà chị hả? Sao bà chị không dắt đâu lại kia cột đi? Ông ta cột đây nói gì? Ông vô duyên vừa phải thôi. Sao vô duyên? Tôi tới nè, nè, nè. Hai ông bà cột cái gì cột lẹ đi. Quan trọng xét xử rồi đó. Dạ. Cái lộn hoài à. Dạ. Lẹ lên. Đi. Trời dạ. Ông kỳ cục. Ông kỳ cục. Đây ngoan nha con. Nha. Ngoan nha. Con yên lặng. Quan xử tiếp đây nè. Hôm nay ta tiếp tục phân xử vụ con trâu của ông Đan và tên Tứ tự nhận là trâu của mình. Vậy bây giờ ta hỏi một lần nữa, tên Tứ kia. Dạ. Ngươi nói là ngươi nhớ rõ từng đặc điểm của con trâu, vậy ngươi có ý kiến gì không? Dạ thưa quan, trâu nhà con nuôi mà quan, con thương yêu lắm quan. Nó có bớt có sấy chỗ nào, nó ăn sao đi sao, con thương như con của con vậy đó. Từng cái bớt cái sấy nó nết ăn nết ngủ sao con biết hết, giống như con của mình vậy đó quan. Người của ngươi thật là kỹ lưỡng. Dạ. Hèn gì những con trâu của ngươi nuôi, con nào con ấy da dẻ bóng mượt. Dạ cảm ơn quan đã có lời khen. Con trâu nào nhà con nó bự hơn con không à quan. Bẩm quan, vợ của tên Tứ đem một con trâu cái đến đây theo lệnh của quan đó. Ta có ra lệnh cho vợ của Tứ đem trâu cái đến à? Sao ta lại không nhớ? Dạ, bẩm quan, lính của quan á tới nhà con kêu chồng con đem con trâu cái tới, nhưng mà lính quan tới trễ quá, chồng con vừa đi mất tiêu, cái là con phải dắt con trâu đến sau. Dạ, bẩm quan. Dạ, bẩm quan, dạ con đã đem con trâu cái mập mập đến theo lời của quan rồi à. Ta cho đòi ông Tư dẫn con trâu cái đến chứ không phải là Tứ. Nghe chưa? Thôi, vợ chồng của thị Tứ, bây giờ cấm phiền thị dẫn con trâu về để ta tiếp tục phân xử. Dạ vậy thôi con thưa quan, con đi về. Đi nấu cơm đi. Biết rồi, làm gì tôi rảnh lắm. Lát về ăn cơm khác đi. Cái gì nấu con trâu giờ? Ông ta, chỗ ta đang xét xử mà có kẻ nào làm náo loạn ngoài kia vậy? Bẩm quan, để tôi ra xem sự thể như thế nào. Ta kêu nhà ngươi đem con trâu về, tại sao còn làm ồn ào ngoài kia vậy? Dạ bẩm quan, con trâu mập mạp con cột ở ngoài cây kia là của con, mà cái ông này nè, ông cứ đi ra ông khăng khăng ông nói con trâu mập mạp là của ông, nhưng mà thực chất á, cái con trâu mà ốm nhách chơ xương ra mà kế bên con trâu của con á mới là của ông, còn con trâu mập mạp là của con. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Ông Tư, vậy con trâu nào là của ông? Con theo lệnh quan á, rồi con đi ra con đem con trâu mập mập của con đi về, tự nhiên bả ra bả giật con trâu mập của con, bả đưa con trâu ốm của bả cho con à. À ông gian xảo vừa phải thôi nha, nó láo rồi, nó mà không biết chớp mắt luôn à. Bà mới láo à. Quan ơi, dạ con nói thiệt với quan luôn á, nhà con á nuôi một bầy trâu mà con nào cũng mập mạp hết đúng không chồng? Đúng đó, con nuôi kỹ lắm cho nên á cái con trâu nhà duy nhất một bầy trâu đó của con có một duy nhất một con cái thôi. Đúng cho nên á là con biết mà, cho nên là con ông này nè. Thôi, ông gì? Con trâu cái đó là của tôi. Con trâu ốm là của bà. Con trâu ốm là của tôi. Đừng chửi nữa. Con trâu ốm là của tôi. Thị Tứ. Dạ. Tại sao thị lại khẳng định con trâu đó là của thị? Dạ, bẩm quan, nhà con á có nuôi một bầy trâu mà có duy nhất chỉ một con trâu cái thôi. Dạ. Cho nên á là con cho nó, con cưng nó lắm, con cho nó ăn no nè, con tắm tát kỹ lưỡng cho nó. Dạ. Cho nên là con biết nó là con trâu của con. Dạ. Nó mập mạp dữ lắm quan. Vậy
thì có nhớ được đặc điểm của nó để nhận dạng không? Đặc điểm nhận dạng hả Quang? Thôi dạ. Nhớ không? Dạ, con thú thiệt với Quang là con cho nó ăn mỗi ngày, con tắm táp cho nó mỗi ngày, nhưng mà con không có biết đặc điểm của nó là gì. Tên tứ kia. Dạ có con. Người nói là người nhớ rất rõ đặc điểm từng con trâu của nhà ngươi. Dạ. Vậy ngươi hãy nói cho tao nghe, con trâu của vợ nhà ngươi dắt đến á, nó có đặc điểm gì? Dạ. Nói đi, nói đi. Từ từ nói, mà đem con trâu cái đi cho nó nói chuyện. Quang kêu tôi đem chứ bộ. Dạ thưa Quang, Quang hỏi bất ngờ quá, con không biết nói như thế nào. Ở nhà khôn lắm mà, sao giờ ra đi ngu dữ vậy? Thì bây giờ ông cứ nói đi con Quang, con trâu. Từ từ người ta nói. Dạ thưa Quang, đặc điểm con trâu cái nhà con hả Quang? Hai cái sừng. Dạ thưa Quang, nó có cái nước da màu đen, nó có hai cái sừng, nó có bốn cái chân, nó đi thì hai cái chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Dạ nó quỳ xuống thì nó nằm thì hai cái chân xếp lại. Dạ thưa Quang, nó ăn cỏ. Cái chuyện đó ta nhìn sơ qua cũng biết được điều đó. Ta hỏi là hỏi nhà ngươi, con trâu của nhà ngươi á, nó có những đặc điểm gì, cái xoáy của nó làm sao, cái bớt của nó như thế nào, nói đi. Ông nhớ tới cả cái xoáy nữa hả? Trời ơi, nói đi, có mấy cái xoáy? Quang ơi, con nuôi cả bầy trâu lận, con đâu có nhớ mà kỹ từng chi tiết như vậy Quang. Quang hỏi bất ngờ quá, con chỉ biết trâu nó có màu đen thôi, nó thích ăn cỏ non và nó ghét màu đỏ, thế thôi. Dạ. Ổn lâu. Dạ. Nhà ngươi dám qua mặt bổn quan, đúng là nhà ngươi có bầy trâu, nhưng chỉ duy nhất có một con cái thôi. Ngươi dám khoe khoang là nhớ kỹ từng đặc điểm trên người của mỗi một con trâu, nhớ từng nốt ruồi, từng cái xoáy và từng cái bớt của nó nữa. Đúng rồi trời ơi, khoe khoang kiểu đó nhớ lắm. Trời ơi, nói đi, đúng rồi trời ơi. Dân làng nghe ta xét xử đây. Tên ăn trộm trâu đã cố tình đo đạc, đếm xoáy thật là kỹ lưỡng. Điều đó để đề phòng khi chủ của con trâu nhận ra thì hắn sẽ có cớ để thưa kiện. Còn tất cả những con trâu khác của hắn, hắn không nhớ gì cả. Chính ngươi, ngươi là người gian manh. Ngươi phải trả lại trâu cho ông Đan. Lĩnh lâu, phạt đánh 20 hèo và phải trả lại 30 lạng bạc cho ông Đan. Quang ơi, con có lỗi rồi. Lần đầu, Quang tha lỗi cho con, Quang ơi. Dạ, con có lỗi, con biết lần đầu rồi, Quang ơi. Ông Đan có nói ý kiến gì không? Dạ, tôi bẩm Quang, tôi đã mất con trâu, nhờ Quang mà tôi đã tìm lại được con trâu. Dạ, xin cảm ơn Quang. Còn tiền bồi thường đó, tôi không dám nhận đâu. Ông Đan, ông thật là thật thà và lương thiện. Số bạc mà ông được bồi thường, nếu như ông không nhận thì ta sẽ sung vào công quỹ. Còn riêng tên Tứ, phải phạt đánh 20 hèo để làm gương cho kẻ khác. Lên, đi lên. Tự nhiên á, cứ đem đi trả hết rồi, giờ lấy gì đâu mà chơi. Chứ biết làm sao giờ, cũng tại ông hết á. Sao tại tôi? Thì đi chơi cả đám với nhau, tự nhiên bỏ lại con nhỏ, vậy mà cũng hỏi. Thì từ từ nó cũng về mà. Mà bà là người xúi đem đi trả chứ ai, giờ nói. Thôi thôi, trả lại là đúng rồi, chứ sao gì trả trả. Nhưng mà lúc đó đâu có ai nghĩ là cách cứu con bò đâu. Mà hay á, là ông Tám chứ mấy ông ngoại đó, ổng mà mát, tụi mình bị ăn mấy cây roi rồi. Công nhận ông Tám dễ thương thiệt á. Chuyện lớn vậy mà giải quyết ngon à. Tài thiệt. Nhưng mà tôi thấy có những điều khó hiểu lắm á. Sao? Ủa? Sao? Là sao? Sao lại khó hiểu? Thấy ổng đâu có rành rè gì đâu, mà đến cái cầu á, cũng đâu biết sử dụng nữa đâu. Đúng rồi. Con chó đá bèn ngậm miệng lại. Cái gì vậy chuối? Cái gì vậy chuối? Có gì vậy chuối? Em cũng đâu biết đâu, trò chuyện cũ nè. Đâu đâu, đưa chị coi coi. Không, đây tôi coi cho. Thôi đây tôi coi cho. Thôi chết rồi. Gì vậy? Đây là một trang trong chuyện cổ tích còn sót lại nè. Nhưng mà chuyện gì mới được?
Đây là chuyện hai anh em và con chó đá. Đây. 1, 2, 3. Hai anh em và con chó đá. Cúng giá cúng giới. Chết rồi bơ ơi, đừng sợ bơ. Mấy anh chị đây nè, thấy không? Cứ yên nó đi, đừng có la ông sòm. Ý, tôi thành con gì vậy? Con Kỳ Lân, tôi nè, thấy không? Ý, đứa nào là con chó đá vậy? Đâu, chó đá đâu? Phải chuối không vậy? Hả, em là con chó đá hả? Đúng rồi. Vậy thì sao? Thì là gia chính chứ sao? Hả, em đâu có biết làm cái gì đâu. Có làm cái gì đâu mà á, đứng chết cứng ở đây rồi mà. Đúng là vô duyên thiệt á. Yên tâm đi, khi nào đụng chuyện thì anh nhắc em. Mà ở trong là trời ơi, đi chơi mà rên quá. Lạ ghê. Rẻ ra, giờ này sẽ có người đến rồi chứ. Chắc tụi mình tiêu đời rồi. Là sao? Ê mấy đứa, khi nãy lượm được cuốn chuyện còn nguyên vẹn hay không? Có đủ trang hay không? Khúc giữa không à. Trời ơi. Ủa, cái khăn đình ở đâu? Con chó đá ở đâu? Làm sao không tìm chó đá đây? Trời ơi, sao toàn là mồ mả cây cỏ không vậy nè? Rồi làm sao tôi tìm ra chó đá đây? Phải biết vậy là tôi dẫn theo mấy đứa nhỏ đó, là nó dẫn tôi đi tìm cho nó chắc. Cái sân đình đây rồi, hồi nãy giờ cứ đi lanh quanh kiếm hoài cũng không thấy. Con chó đá đây rồi. Ông thấy tụi con ông tám ơi. Ủa trời đất ơi, bộ tôi nằm mơ sao vậy trời? Con không muốn làm tượng nữa, con muốn về ông tám ơi. Ta đang giữ cuốn sách mà làm sao mà tụi con vào đây được? Không lẽ rồi có cuốn sách thứ hai sao? Không phải ông Tám ơi, tụi con lụm được có một trang này à. Đâu có về lọt vô lưng trường như vậy. Thôi ta hiểu rồi. Hèn gì, từ lúc ta vô tới giờ ta bị quay như dế vậy, không quyết cái đường nào mà lần ra luôn à. Té ra là bị mất quyền khúc luôn. Giờ sao Tám? Con chó đá đây rồi, con chó vàng, con chó bạc đây rồi. Chú ơi, con nghe ông dặn nè, khi nào mà ông dẫn cái người tốt tới đây đó, con để ý nha, khi nào mà ông chớp mắt 3 cái nha, rồi ông mới thò tay cho cái miệng con, ông lấy vàng, chờ chút, rồi con hãy ngậm cái miệng lại nha. Con nhớ rồi, ông nhớ nháy mắt cho con biết nha. Đúng rồi, vậy quá là chuối. Nhớ nha, mấy cháu. Bây giờ đó, ông đi tìm cái người tốt, ông đem lại đây nha. Ông Tám. Lại ông đi qua, bãi bà đi lại. Tôi già cả đói khổ quá. Nhờ ông bà cho đồng số cắt bạc cho tôi đỡ thân già. Tôi cảm ơn ông bà nha. Tôi đói khổ già cả quá rồi. Xin đồng xu các bạc chén cơm sống qua ngày. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Cái gì mà nó cứ lại nhảy hoài vậy á? Ăn bữa cơm mà cũng không yên với nó nữa. Ba có tuổi ăn mày. Để ý chi mệt. Ơi, nhà này đâu có cơm dư đâu mà cho tụi nó. Mà dầu có dư tôi cũng không có cho ba cái lũ này ăn nữa. Bởi vậy. Mà nó muốn xin á, kêu nó qua nhà chú ba nó em của ông đó, nó xin đi,
Thằng em con hay làm từ thiện lắm. Bữa cơm nha, đừng có nhắc tên thằng đó trước mặt tôi nha. Sao vậy? Tôi đã không ưa nó rồi. Em ổng ưa. Vợ chồng nghèo rất mồng tơi rồi mà còn bày đặt chảnh làm từ thiện đâu nữa. Thân mình cho chưa xong. Em của tôi mà sao nó không giống tôi một chút nào hết. Ừ. Từ hình thức cho tới tiết hạnh. Ý ông nói ông đẹp trai hơn nó hả? Chứ còn gì nữa. Bởi vậy thôi ăn đi, đừng để ý nữa, kệ đi. Nhắc vậy thôi, mình cứ ăn đi, thấy không? Lại ông đi qua, bãi bà đi lại. Trời tôi già cả đổi khổ cho quá. Nhờ bà cho nổi các bạc cho tôi đỡ thân già. Bà ra bà sủa chó ra. Tụi nó đi cho rồi đi. Tôi đã ăn không thân cho cái bữa cơm này với tụi nó. Khỏi cần đem chó ra. Cơm xong tôi sủa là đi vậy. Tôi sủa phụ bà. Thì ra tiếng rên phát ra từ đây làm cho mình ăn không được ngon. Nè cha già kia, ai cho ông ngồi trước cửa nhà người ta mà ông rên rỉ tùm lum vậy hả? Đi chỗ khác chơi. Cái chỗ này không phải là chỗ của ông ha. Cũng không có cơm mà cho ông ăn đâu, đi chỗ khác. Hình như là ông bà ăn cơm với ông. Ờ đúng rồi, ăn cơm mà ăn cơm với cá nữa. Đúng rồi. Ê, trời ơi sao biết hay vậy ta. Trời ơi trời đất ơi, cái này là ném gì đi ăn mày chuyên nghiệp nè. Từ hồi nhỏ tới giờ toàn đi ăn mày không á. Chuyên nghiệp luôn. Ừ. Quá, ăn mày bên này trình độ quá ha. Ở trong nhà người ta ăn cái món gì ra ngoài là biết cái món nấy liền à. Dễ sợ chưa. Giỏi quá ha, cho 9 điểm đó. Úp mặt vô từ. Tôi nói một lần nữa, rời khỏi nơi đây. Không rời khỏi nơi đây là biết tay tôi đó. Thôi đừng có nói nhiều nữa, bà xã. Minumina. Minumina là cái gì vậy? Là hai đứa con đó. Hai con chó đó. Ông ơi, ông ơi, ông có sao không ông? Ông ơi, ông có sao không vậy? Ủa ông vô nhà anh của con á, ông tìm ai? Chú ơi, tôi đói quá, tôi sắp xỉu rồi. Tôi vô nhà này tôi xin ông bà chủ nhà chén cơm, ông không có cho mà ông xịt con chó ông rượt tôi, nó đói quá rồi. Dạ vậy thôi, nhà con gần đây nè, con đưa ông về nhà rồi con cho ông ăn nha. Ông lên đây con cổng ông về. Cảm ơn chú. Thằng em của ông đó, ăn cơm nhà mà làm chuyện ngoài đường không bao giờ. Ồ nha, nó không phải em của tôi. Anh à, nhà mình còn có một nhúm gạo à, làm sao bây giờ anh? Em à, em nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn quá ông cụ nghe thì kỳ lắm. Thôi thì bây giờ em vô vét hết gạo, em nấu cháo đi. Chứ anh thấy hoàn cảnh của ông cụ vậy, anh thấy đáng thương quá à. Vậy mình nhịn ha anh. Em thì sao cũng được hết á, chỉ sợ cho anh sức đâu mà đi làm. Không sao đâu, anh còn trẻ mà, thì nhịn thêm một hai bữa nữa chứ không có sao đâu. Dạ em đi nha. Ông đỡ đói chứ ông? Ông khỏe lại chưa? Hai con thật là tốt bụng á, ta không có nhìn lầm người. Dạ, không có gì đâu ông, chuyện nhỏ mà. Thôi, tụi con đừng có giấu. Nói thiệt đi, tụi con nhịn đói để nấu cháo cho ông ăn đó hả? Dạ, không có gì đâu ông, tụi con còn trẻ mà. Tại vợ chồng con nghèo quá,
Trong nhà chỉ có miếng cháo mời ông ăn à. Trong lòng thấy cũng ái nái lắm. Hả? Ông Bộ, ta là một đây và giả dạng để thử lòng hai vợ chồng nhà ngươi đó. Hai vợ chồng nhà ngươi là người tốt, ta sẽ cho hai vợ chồng nhà ngươi có cơ hội để đổi đời. Dạ, dạ. Con đổi ơn ông. Vô đi con. Nè, cháu giờ đây cháu đứng đây qua đây đi nè. Giờ đây nè, đó là con chó đá đó nha, mà ở trong bụng nó có vàng. Con cứ thò tay trong bụng nó, con lấy vàng tùy thích nha chưa. Ông nói thiệt không? Thiệt chứ. Con chó này có vàng hả? Có. Mà con thấy sợ sợ làm sao á? Sợ cái gì mà sợ, dũng cảm lên. Đi bước tới, trong bụng nó có vàng nữa cháu à. Con à. Ồ. Vàng, vàng, à, ông ơi, à, có vàng thiệt nè, vàng nè, quá trời luôn á. Quá là cái thằng cha ăn mày hôi hám bữa hổm lại là ông Bụt hả? Thì bởi. Trời ơi, tôi nhìn ổng đâu có ra, tôi đâu có biết. Bụt gì đâu mà cái mặt gian quá trời gian. Bởi vậy? Phải tôi biết á, là hôm bữa tôi lôi ổng vô đây tôi cho ổng ăn con sườn rồi. Sườn cái gì? Tôi cho ổng ăn lẩu luôn. Ổng ăn không hết tôi đè ổng xuống tôi cán cho ổng. Trời ơi thiệt bực mình ghê vậy đó. Lúc đó ổng cho mình biết bao nhiêu là vàng thôi. Ở vậy tiếc quá trời tiếc nè. Trong khi cái thằng em tôi nó cho ổng ăn có một chén cháo chút xíu vậy mà ổng cho một đống vàng. Trời. Vậy hả? Bởi vì mới tức. Không chi mình cho ổng ăn lẩu, ổng cho mình cả nửa nhà vàng luôn. Còn gì nữa? Trời biết ổng đâu mà tìm đấy ta. Biết đâu ổng ghé lần thứ nhất mà ổng cho mình cơ hội mà mình không biết. Ông ghé lần thứ hai, ông cho mình thêm một cơ hội nữa. Bụt cũng ham vui vậy, cũng thích đi tới đi lui vậy. Cũng thích đi lên đi xuống. Lần này nha, tôi gặp ông rồi nha. Sao? Ông đừng hòng thoát khỏi tay của tôi. Bà ơi, bà, ra đây. Bà về. Bác ngồi xuống đây đi. Bà ra đây coi em tới nè. Cái gì mà trời đất ơi. Nè ông mày đâu? Đưa ra, đi ra ngoài. Trời ơi, tôi vô nhà người ta buồn ghét người ta. Người ta mới lau nè. Cái gì? Dạ thưa ông, con là ai ông? Con có điều tiếc rồi. Lộ hết ơi. Ủa, chú là ăn mày hả? Trời ơi, tội nghiệp ghê vậy đó. Khổ lắm. Nhìn mặt chú phúc hậu ghê ha. Thường trời ơi, mệt quá chú đi đường mệt lắm hả? Chú ơi, chú cần ăn cái gì không? Chú có đói bụng không? Dạ không, chú ăn cơm rồi. Phải ăn. Phải đói. Phải ăn, ha. Muốn ăn cái gì tôi đưa cái menu ra nè ha. Ở đây nè, bún bò Huế nè, bánh canh nè, bánh bèo nè ha. Bánh canh giò heo, bánh canh trắng bàng gì, cơm tấm sườn gì có hết trơn. Ăn hết, phải ăn nghe chưa? Đi. Bác cứ ngồi đây đi. Uống gì? Uống gì? Sữa, cà phê đá. Trà chanh. Trà chanh uống hết nè. Khoan, ngồi xuống đây. Ăn trắng miệng cái gì? Bánh bông lan. Bánh lăng, đu cho mát nha, đu đủ mát lắm. Lấy hết. Bánh bông lan ăn hết rồi. Đợi chút nha. Giờ mình dùng cơm.
Ông ăn ngon miệng không ông? Hai vợ chồng con nhịn đói cho ông ăn đó. Ông à, ông, sao ông nói gì trơn vậy? Chắc ông ăn nhiều quá anh thử, ông bị nghẹn đó. Trời ơi, thì ra vướng cái miếng bánh. Rồi, ông phọt miếng bánh ra rồi. Giờ ông nói đi ông, theo câu chuyện là ông phải nói cái gì đó, cái điều gì mà tụi con muốn nghe đó ông. Vậy thì bây giờ hai vợ chồng nhà ngươi muốn ta giúp lợi bằng cách nào? Đó, trời ơi, nãy giờ chờ có chịu đó rồi. Trời đất ơi, chờ từ nãy giờ bây giờ mới nói đó. Ông ơi, ông hứa giúp tụi con phải không? Hứa giúp là 1, 2, 3 biển. Được rồi, ta sẽ dẫn các người đi gặp con chó đá. Yeah. Nhớ nha chuối, em đợi ông Tám nháy mắt 3 cái, sau đó há miệng to ra, rồi đếm nằm từ 1 đến 10, rồi ngậm miệng thật chặt lại nha. Hù hù, em sợ quá, chị đếm nha. Ừ, mai chị sẽ đếm cho em, nhớ ngậm miệng chặt lại, ai cậy ra cũng không được mở. Ê, cậy miệng nó hả, đau lắm. Cục đá mà cũng bay đặt kêu đâu, đừng nhõng nhẽo. Rồi vô, rồi vô. Ai. Đó. Chó đâu? Mời. Chó đâu? Mời. Chó. À. Chó. Xin giới thiệu với ông bà nha. Đây là con chó đá ha. Nó sẽ là à. Nói xong chưa? Có chó rồi, bục biển đi. Không cần nữa. Đi. Đi. Đi cho các cháu đi con. Trời ơi. Chó ơi. Trời ơi, trời ơi. 1, 2, 3 Yeah. Trời ơi, trời quá, cái mũi. Cưng quá. Trời. Bởi vì ai nói, loại chó là vô dụng, ai nói là loại chó không có ra gì, là cái loại hạ tiện. Trời ơi, ghê chưa? Trời ơi, cái lưỡi nó hồng ghê chứ ông, cái mặt nó phúc hậu hơn ông nữa. Trở về vấn đề chính đi, mình tới đây làm gì? Lấy vàng cho chị. Nãy giờ cứ ngồi thán dấp không à? Trời ơi, quên mất thời gian hết à. Chọt vô lấy liền. Trời sao nó cứng ngắc vậy nè? Cái miệng nó gì sao lấy? Nó phải hạ họng ra bự nữa thì mình mới lấy vàng được chứ. Mà sao nó hạ họng đây? Tôi nhớ thằng em tôi nó nói muốn cho con chó này nó hạ họng. Sao? Thì ông bục phải chớp mắt. Tôi chết rồi. Mình đuổi ông đi rồi sao giờ? Bởi vì tham quá rồi không có được cái gì hết trơn á. Bây giờ không sao? Bình tĩnh. Khỏi lo. Mình tới 4 con mắt rồi mà sợ cái gì? Đâu có cần ấm. 4 con mắt. Mình là đủ rồi. Mình chớp chớp là nó mình hả? Mình chớp. Bây giờ là vậy nha. Đây nè 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 nè. Tôi... Đúng, được. 2 con thôi. 2 con chớp còn 1 tay chọt vô. Chứ giờ tôi với ông chớp hết là tay nào chọt vô. Thì đúng rồi. Giờ phân công đi, ai chớp ai chọt. Bà chớp tôi chọt. Tôi chọt ông chớp. 1, 2, 3. Chớp đi. Yeah. Chớp. Không chịu mở. Chớp đi. Trời sao không chịu hả miệng này. Chớp đi nó mới hả miệng ra. Chớp. Tôi đang chớp đây nè. Ê, khoan. Nè, chớp bài mà nó không hả miệng ra. Để đó tôi chớp, ông chọt đi. Chớp đi. Chớp rồi nè. Trời ơi, chớp nữa sao nó không chịu mở vậy trời đi. Trời ơi, chớp 2 mắt quá. Mở miệng rồi. Thọt vô, sâu nữa. Thọt sâu nữa. Sâu nữa. Từ. Thấy có gì không? Có gì không? Có. Có vàng không? Có vàng, nhiều lắm. Lấy ra, mau lên. Mà một không à? Chưa. Lấy cái cục bự đi. Từ đã. Không ấy giờ, lấy ra đợt trước đi, đợt sau mình lấy thêm 1 lần nữa. Trời ơi, đâu có được. Sao vậy? Thằng em tôi nó nói con chó này nó chỉ hả họng có 1 lần à. Vậy hả? Mình lấy đâu rồi, cái nó khép họng lại rồi lấy đâu gì nữa đâu mà lấy. Kìa hả? Thôi kệ. Lựa cái cục vàng nào bự bự nhất đi. Ha, 4-5 kg gì là lôi ra. Mau lên. Thọt vô sâu nữa. Sâu nữa. Thọt vô sâu nữa. Có chưa? Bự chưa? Đằng kia, đằng kia có một cục để tôi mò đó. Tay phải không? Lách ra. Rồi. Được chưa? Rồi. Được rồi.
ông ơi, lẹ lẹ lên, cái miệng nó gần khép lại kìa. Cái miệng nó khép lại kìa, cái miệng nó khép lại. Chưa, quay ra, chưa. Cái miệng nó khép lại rồi. Rồi. Trời ơi. Nó khép lại rồi. Thả ra đi. Bơi. Thả cái miệng ra. Trả tay tôi đây. Con chết cha, lấy được không ông? Mày mở miệng ra cho chồng tao rút cánh tay ra coi. Tao bóp cổ mày chết nè. Mày mở miệng ra. Mất dạy. Sao được. Nó chưa chịu mở miệng ra nữa? Mở miệng. Đừng coi chữ đó nữa. Xu rất nhỏ, năn nỉ nó. Kỳ ơi, chị xin em. Em mở cái miệng ra đi, để cho chồng chị rút cánh tay ra. Em khép vậy rảnh đứng hoài anh chết. Kỳ ơi Kỳ, chị năn nỉ em. Ông ấy vậy nè. Mày nè, nếu mày ông nhả ra, mày cắm một cái bụp đi cho cái tay ông lọt vô luôn. Rồi ông xách cái cùi đi về không cũng được. Trời đất ơi, bà ác vô vô hơn nha ba. Chung lại ông đứng đây luôn. Hả, ông ra mày. Lẹ lên, tao mệt rồi. Lẹ lên, ra. Bà làm cái gì mà làm đi. Bây giờ tìm cách nào mà nó cũng không chịu nhá ra sao bây giờ. Tôi kiệt sức rồi. Bà làm sao mà cứu tôi chứ. Tôi mệt rồi. Trời ơi, người ta lấy vàng thì dễ, sao mình lấy vàng nó khó quá vậy trời. Kính thưa quý vị, thời gian thấm thoát thôi đưa, đã biết bao nhiêu mùa lá xanh lá vàng rồi lá rụng, biết bao nhiêu mùa lá rụng lá vàng rồi lá xanh, đã biết bao nhiêu mùa trăng tròn rồi lại khuyết, trăng khuyết rồi lại tròn, nắng mưa rồi tạnh, mà anh ấy vẫn còn ngồi đây với con chó đá. Hả? Trời ơi. Trời ơi, sao lẻ lưỡi thế ghê vậy? Không, anh làm kiểu đó tao đi ngang tao không biết phân biệt đâu là con chó đâu là anh nữa. Khác nữa. Trời ơi, mà có làm nhảm hoài à. Khác nữa, tội nghiệp quá. Chết cha, vô không tới hả? Một con hút nè. Đỡ khác chứ anh. Tội nghiệp quá. Đói bụng không anh? Nói ăn đói gì? Nè, chiều muốn đổi món không? Nấu bánh canh ăn ha. Bánh canh giò heo ha. Được không? Không ai gọi cuốn bị cuốn được ha. Ôi, tình hình này mà bà còn ăn gỏi cuốn với bánh canh giò heo cái gì nữa. Ôi, thiệt tình luôn. Anh ơi, thiệt cứ làm gì mà cho nó khổ vậy không biết nữa. Mình dạ. Ơi, tôi kiệt sức rồi. Ôi, mình đừng có nói như vậy. Chắc tôi sống không nổi qua khỏi cái mùa trăng này đâu. Mình đừng có nói như vậy, mình đừng có bỏ em. Em có muốn làm hoa phụ đâu. Ủa sao mà biết hay vậy? Ủa? Tôi đang nói tới cái đề tài này nè. Nếu một mai anh có qua đời, sao mình... Anh có muốn em trở thành một người vợ quá trầm trong khi tuổi đời còn xuân sắc? Anh nói đúng lắm. Em vẫn còn trẻ và đẹp. Công nhận đúng thiệt. Mà anh đừng có bỏ em. Bà muốn lấy thằng nào cũng được. Bán thịt heo cũng được. Thịt bò cũng được. Thịt dê cũng được. Thịt nai cũng được. Miễn đừng lấy cái thằng bán thịt chó. Tôi thù cha. Trời ơi, bởi vì gì nó mà mình mới ra gì nè. Để theo lời di nguyện của mình. Em không biết làm gì hơn. Em xin quỳ xuống đây.
để lại tế sống mình. Nên dạ, trời ơi, gì vậy? Tôi mới có bàn với bà không mà bà làm tưởng thiệt hay là tế sống tôi vậy hả? Chứ không phải mình đồng ý hả? Em, chưa. Em thấy mình kiệt sức, em sợ mình chết bất tử cho nên em tế sống mình trước. Tình hình bây giờ là còn nước còn tát. Bà phải nghĩ ra cái cách nào đó để đưa tôi thoát khỏi chỗ này. Không, mình à, mình đừng có hiểu lầm. Em thương mình dữ lắm. Em thương mình. Em đâu có muốn... À, cái gì? Ủa, sao mới khóc, mới buồn, sao cười vậy? Sao giờ vui dữ vậy? Muốn không vui còn không được. Sao vậy, vui như vậy? Nhột. Nhột quá. Biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Hả? Biết gì? Người cũng giống như chó. Chó cũng giống như người. Người cũng giống như chó. Chó cũng giống như người. Làm sao? Vì chó giống người, người giống chó làm sao? Đây nè. Thọt lét đi. Cười đi, cười, cười đi, cười đi. Ha? À, có phải, có phải cười rồi hả Hồng không? Bây giờ mình thọt lét nó đi. Rồi nó hả Hồng ra mình mới rút cánh tay ra được chứ. Ha. Trời ơi. Sao tới giờ này bà mới nghĩ ra cái chiêu này? Nó ba mùa lá rụng rồi mà bắt tôi ngồi trình hình ở đây. Một chết luôn kìa. Muộn có còn hơn không? Thấy không? Thôi thôi thôi, đừng có lẩm nhẩm nữa đâu. Thọt lét nó đi, lẹ lên. Rồi thọt lét nè. Ủa sao tôi chưa hả Hồng hả ta? Trời ơi, thọt đi. Hả Hồng đi cơ. Nhiều khi bà thọt không đúng chỗ. Thọt cái eo, thọt cái. Không được kìa. Thấy chưa? Mày nói cái mẹo của tôi là mày. Mày ngậm tay của tao hả mày? Mày tưởng tao chết rồi đây luôn hả mày? Rồi rồi, đi nè, đi nè. Tay anh nè. Thì tay tôi thì tay ai? Lấy ra được rồi. Ủa? Mừng quá. Luôn tiền nó đang hả Hồng, mình thọt tay nhầm lấy vàng. Trời đất ơi, bộ bà không biết đây là con chó ma hả? Mình thoát được là mừng rồi. Thôi mau đi về nhà bà ơi. Tụi con ơi, về. Về 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 nhà rồi. Ông Tám hay quá. Ông Tám dễ thương quá ha. Hay ông Tám. Vậy là từ giờ trở đi, tụi mình được chơi chung với ông Tám rồi phải không? Không có đâu. Ông Tám được chơi chung tụi mình thì có. Thôi. 1 2 3 về. Công nhận nhìn tiểu đệ thật là thư sinh nho nhã đó nha. Đại huynh cũng vậy, cho dù hóa trang dân giả thế nào đi nữa cũng không che giấu được thân phận dòng dõi của khỉ tộc Quai Hùng mà. Chết, sao tiểu đệ lại nói vậy? Huynh nói sao? Chúng ta chỉ là con của bá hộ họ Phan ở làng Tràm, nhớ chưa? Dạ nhớ rồi đại ca. Đệ đã học thuộc tên cha, tên mẹ cũng như tên làng xóm hết rồi. Huynh yên chí đi. Với lại bộ dạng chúng ta như vậy ai mà dám nghi ngờ. Kể ra thì chúng ta cũng hơi liều. Chúng ta đã lén phụ dương lên đây. Nếu mà người biết được sẽ phạt nặng chúng ta lắm đó. Em không hiểu. Dù chưa xin phép phụ dương, nhưng mà em nghĩ nếu phụ dương có biết cũng không trách gì chúng ta đâu. Có câu tâm sư học đạo. Thầy Đồ Chu là một vị thầy nổi tiếng và biết bao nhiêu người ước ao được thọ giáo thầy. Như anh em chúng ta ở thế giới khác cũng đều nghe đến danh tiếng của ông ta. Vì vậy chính anh cũng khao khát được làm môn đệ của người biết chừng nào mà. Vậy còn chần chờ gì nữa anh? Hai anh em ta thì đến nhà thầy đi. Nhà thầy ở xóm đông. À, hình như là hướng này nè anh. Còn chừng chờ gì nữa, chúng ta đi. Trời ơi. Khổ cái thân già tôi không. Ở đây là đâu đây?
đây là Trần Giang chứ đâu. Trần Giang ai không biết mà Trần Giang là chỗ nào mà sao mà toàn là biển và đá không? Ừ, mình cũng là sống ở dưới biển mà sao chỗ này lạ quá. Khổ cái thân già của tôi không, tôi có hai cái ông nội nhị thái tử và tam thái tử đó mà đài mình phải lên cực nhọc lên tới trên này, ông thấy chưa? Giờ sao? Bây giờ phải tìm cách thôi, phải tìm cách tìm cho ra nhị thái tử và tam thái tử. À, tôi có cách rồi. Có cách à? Ừ, cách này hay lắm. Cách hay vậy anh? Cái cách là ông suy nghĩ ra cách giùm tôi đi. Ông vô duyên quá, tự nhiên tôi có cách, tôi có cách, ông suy nghĩ cách giùm tôi đi. Ông hay không? Vậy chứ tôi suy nghĩ không ra. À, khỏi. Tôi tu luyện ngàn năm rồi, tôi có cái này. Bây giờ tôi nằm xuống, đúng không? Tôi nằm xuống, ông lật ngửa tôi lên, ông xoay cái mai rùa của tôi. Nếu cái đầu tôi nó chỉ vào đâu là hai người đó ở đó. Vậy hả? Ừ. Cái đầu hướng nào là vậy? Tôi thử, tạm thử hướng đó hả? Ừ, ừ. Phép này được không? Được. Được thì thử coi. Thử không? Ừ. Giờ tôi nằm xuống nha. Tôi nằm xuống. Lật tôi qua. Lật qua hả? Lật qua. Ông lật quá ha. Rồi. Đó. Sao rồi? Ông xây đi. Xây tôi đi. Mập quá. Rồi cậy cha tôi. Xây. Nữa không? Nữa thôi. Nữa thôi. Nữa thôi. Trong mặt nữa thôi. Nữa hả? Trời ơi. Nữa hả? Trong mặt quá. Chưa trong mặt hả? Trời ơi. Trong mặt quá. Trong mặt quá hả? Rồi. Rồi. Hướng này. Hướng này. Lần tôi qua. Lần tôi qua. Lần tôi qua coi. Đây. Sao thấy tử và nhị thấy tử trong đây chứ nào? Trong đâu? Ở đâu? Đâu cái đầu không? Hả? Có đá không à? Ủa gì ai gì? À, tưởng gì nãy giờ quên, tôi có một cách này rất là dễ. Cách gì? Không còn bảo bối nữa hả? Không phải bảo bối. Trời ơi, nếu còn bảo bối nãy giờ đem ra rồi. Vậy cách gì? Chỉ có cách này mới tìm ra được tam thái tử và nhị thái tử. Mình hỏi người dân ở đây, những người dân đi biển ở đây, con có thấy hai con thù lùn lên đây không? À, đúng không? Rồi. Tiểu đệ thiệt là nể Quy ca ca. Ừ. Vậy thì bây giờ mình chia nhau đi tìm đi. Đúng rồi. Bây giờ á, trong vòng 3 ngày nếu mà chúng ta không gặp nhị thái tử và tam thái tử thì hẹn gặp nhau tại đây. Không gặp, không về. Yeah. Quy ca ca đi hướng này, còn tiểu đệ đi hướng này. Được. Đi. Đi. Thôi. Đi bộ đi cho chắc ăn. Ừ. Biết người ta biết mình yêu quái. Rồi. 3 ngày gặp lại tại đây. Tại đây. Dạ. Tạm biệt. Tam thái tử. Nhị thái tử. Xăm si hạnh thái. Tả hữu thế chi. Tả hữu thế chi. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ. Cầm sắc dĩ chi. Cầm sắc dĩ chi. Xăm si hạnh thái. Xăm si hạnh thái. Tả hữu mạo chi. Tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ. Chung cổ nhạo chi. Chung cổ nhạo chi. Dạ, chúng con chào thầy. Chúng con phải là loài người, dường như là một giống thủy quái tu luyện lâu năm thành tinh thì phải. Nhưng lạ quá, chắc không phải loài ác thú, vì chúng không có sát khí, trông lại rất uy dũng. Thôi kệ, nếu chúng quyết tâm theo học thì ta cũng chẳng ngại gì. Kẻ hiếu học khó là kẻ xấu. Dạ thưa thầy, anh em chúng con ở làng Tràm, cha mẹ họ Phan. Nghe danh thầy đã lâu, thật lòng chúng con rất ngưỡng mộ. Mong thầy hãy tiếp nhận anh em chúng con làm đệ tử được không ạ? Họ Phan bên làng Tràm à? Dạ đúng vậy, họ Phan bên làng Tràm, cách đây 3 ngày đường. Anh em chúng con phải ở nhờ nhà bà con ở làng kế bên. Mong thầy chấp thuận cho anh em chúng con làm đệ tử. Làng Tràm xa lắc mà sao đi bộ tới được hay vậy? Trong láng mướt chứ bụi bặm đường xa gì đâu. Nhìn hai thằng này á thì cũng đẹp trai mà gian quá. Thầy báo với thầy á, điều tra lý lịch hai thằng này gấp, nhìn rõ quắc, không biết ở đâu tới, không thấy được nào á. 3 ngày được, thầy chúng con không quản ngại đường xa mà lặn lội tới đây. Ta thật vô cùng cảm kích. Dạ bẩm, thầy nói vậy có nghĩa là thầy đã nhận chúng con. Thôi được rồi. Đây, sách đây.
Hai con xuống dưới mà ngồi đi. Quan quan thư cưu. Quan quan thư cưu. Tại Hà Chi Châu. Tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Trước đây hôm nay lớp mình hả, có hai thằng nó nào nó lại nó lại hoài nó ở đâu nó lại học cái lớp của mình hả, chắc mình đi hẹn nó mình gặp coi. Tụi nó đâu rồi? Hay là nó rẽ ngã khác rồi? Ngã nào nữa? Tụi mình mới sau lưng nó mà. Không lẽ mới khuất gốc mà nó biến đâu lẹ vậy? Hay là tụi nó chui vào bụi rậm đâu rồi? Hay nó thăng thiên hay độn thổ? Dở hơi. Mà cũng lạ thiệt nghe. Không lẽ nó học xong nó về làng Tràm rồi mai nó tới? Thì tụi nó ở trọ mà. Ở trọ thì ở trọ, cũng phải quanh quẩn đâu đây thôi. Chứ tại sao mà biến mất ngay trước mắt tụi mình được? À, hay tao có ý này nè. Hay ngày mai á, ba đứa tụi mình chia ba ngã, đón được anh em nó, coi sao. Chạy đâu mà cho thoát. Được á. Đi. Tam thái tử ơi, nhị thái tử hiện giờ ở đâu? Trời ơi, ta mệt quá. Tam thái tử ơi, nhị thái tử ơi, hiện giờ ở đâu vậy trời ơi? Mừng quá. Con tôi hỏi thăm. Không có. Yêu quái bà quái, yêu quái bà con ơi. Không phải yêu quái, chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Yêu quái bà con ơi, yêu quái bà con ơi. Yêu quái bà con ơi. Tôi hỏi thăm thôi. Ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Công nhận mình biến thành người cũng giống người thiệt. Mình thông minh quá. Nói chuyện với loài người thì mình phải biến thành người để cho gần gũi và dễ nói chuyện hơn. Người ta nói gần mực thì đen, còn mình có câu gần con mực thì trắng. Mình thông minh thiệt. Giờ biết tìm người nào đây hỏi đây. Ô kìa, lão bá. Dạ, xin chào lão bá. Chào chàng trai trẻ. Dạ, xin hỏi lão bá là sống ở đây được bao lâu rồi ạ? Tôi là từ sinh ra sống ở đây cho tới bây giờ. Dạ, vẫn hay lão bá được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay thì cũng 50 mấy rồi. Năm nay lão bá được 50 mấy tuổi, sống ở đây 50 mấy năm. Dạ, lão bá ơi, cho con hỏi. Vậy thì lão bá có thấy hai chàng trai từ ở dưới biển chui lên, đó là nhị thái tử và tam thái tử của con không ạ? Cái gì mà nhị thái tử rồi cái gì mà tam thái tử? Rồi đâu mà dưới biển chui lên, ăn nói tầm bậy tầm bạ không à. Thôi làm ơn đi 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 giùm đi. Đúng rồi, ông chửi mình đúng rồi. Tự nhiên nói nhị thái tử tam thái tử sao không biết. À, lão ba ơi, cho con hỏi một câu nữa. Lão ba ở đây, lão ba có thấy hai con thùng luồng từ dưới biển chui lên không à? Thùng luồng ở đâu mà dưới biển chui lên? Thôi làm ơn đừng có phá tôi nữa, đi 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 chỗ khác đi. Ủa,
Lão Bá đang câu cái gì ở đó? Câu mực. Câu mực để làm gì Lão Bá? Trời ơi, chàng trẻ trẻ không biết rồi. Cái câu mực về đó, ướp muối ớt rồi mình nướng ăn nó ngon lắm. Trời ơi, người mình nhúng vô nguyên muối ớt, nó cay nó mặn nó chịu sao nổi. Rác chết luôn. Lão Bá ơi, biển thì bên mông, sinh vật biển thì phì nhiêu, tại sao Lão Bá phải ăn mực? Lão Bá ăn các thứ khác đi, ví dụ cá chẳng hạn nè, cá Lão Bá nướng nè, trời ơi ăn nhâm nhi với rượu, trời ơi sướng lắm Lão Bá. Tôi chỉ thích ăn mực. Hay là ăn tôm đi, tôm á, tôm hùm, tôm sú, tôm càng, rồi tôm tích, nói chung tôm thẻ, tôm nào cũng ngon, nhất là tôm nướng muối ớt. Cái chàng trai trẻ này nó cụ lì quá đã, tôi nói tôi thích ăn mực. Con không thích Lão Bá ăn mực. Lão Bá muốn ăn thì ăn cua tôm cá ghẹ cái gì cũng được mà không được ăn mực. Tao chỉ thích ăn mực. Con nói không được ăn mực, ăn mực là chết hết dòng họ tôi thì sao? Tao nói thích cho... ăn mực mày... đồ điên. Chết mày nè, mày điên nè. Lão Bá điên nè, điên nè. Cha mày ơi, Quỷ ca ca, Quỷ ca ca, có tìm được gì nó tự tao mới tự không? Tìm cái gì mà tìm, mới giờ hả hồng ra hỏi người dân nó đè vô nó đánh nó là yêu quái, mới giờ hả hồng ra hỏi người này nó nắm đầu nó đánh lên gối nó quýnh tan nát hết trơn. Tại vì Quỷ ca ca ngu. Sao ngu? Không có khôn giống đệ. Sao sao? Khi người ta muốn hỏi dân làng mình phải biến thành người dân thường. Để gì người ta nói yêu quái là đúng rồi, bị đánh là đúng rồi. Thấy đệ thông minh không? Trời ơi, quá thông minh đúng rồi. Nãy không chịu nói giùm cho ca ca biết. Mà để hỏi hỏi dân làng ra chứ rồi đệ có biến thành người dân không? Trời ơi, mình biến thành người dân nào mới thân thiết với người dân, cho nên để hỏi rất là nhiều, hỏi về tao thế tử về nhị thế tử rất là nhiều luôn. Gì là biết rồi. Hỏi quá trời luôn. Mà không ai biết hết. Lại nhắc. Cũng như không. Giờ tới đệ lo nè. Lo gì? Về dưới bị thủy thần chặt đầu cả gia đình. Đệ thì không sao mà sợ vợ con nữa. Đây nè, huynh cũng vậy nè. Gia đình thế nào cũng thê đảm. Nhưng mà mình buộc phải về dưới thôi. Chứ ở trên này cũng tìm không ra. Về dưới chịu tội thôi chứ sao giờ? Thì đúng rồi, bây giờ hai anh em mình phải về dưới thôi. Vậy thì đi. Đi. Các trò đã kể xong hết chưa? Dạ. Dạ hết rồi ạ. Nhưng mà ghê quá thầy ơi. Hình như là yêu tinh hiện hình á. Rồi á, thì ra ngoài đi. Cứ coi như là chưa nhìn thấy điều gì. Hiểu không? Ta mà nghe một lời đồn thổi về câu chuyện quan đường này thì sẽ lập tức giải tán lớp học. Chừng đó các ngươi đừng có trách. Nhưng hai đứa nó là yêu tinh thiệt mà thầy ơi. Tụi con sợ lắm, làm sao dám ngồi học chung với tụi nó. Thầy, hay là thầy đuổi học tụi nó đi. Ta nhắc lại, tất cả những gì tụi con vừa kể chỉ là chuyện quan đường, là do thần hồn nhát thần tính. Tuyệt đối không được hé lộ chuyện này ra. Chấm dứt ngay. Ra ngoài. Dạ, thầy không đi. Từ đó lớp học của thầy Đồ Chô vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, không còn lời ra tiếng vào về nguồn gốc xuất thân của hai người học trò lạ mặt nữa. Xâm si hạnh thái. Xâm si hạnh thái. Tả hữu thế chi. Tả hữu thế chi. Tiểu điệu thục nữ. Tiểu điệu thục nữ. Cầm sắc dĩ chi. Cầm sắc dĩ chi. Xâm si hạnh thái. Tâm si hạnh thái. Tả hữu mạo chi. Tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ.
Trung cổ nhạo chi? Trung cổ nhạo chi? Quan quan thư cư, quan quan thư cư. Tại Hà Chi Châu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, quân tử hảo cầu. Xâm si hạnh thái, xâm si hạnh thái. Tả hữu thế chi, tả hữu thế chi. Yểu điệu thục nữ, yểu điệu thục nữ. Cầm sắc dĩ chi, cầm sắc dĩ chi. Xâm si hạnh thái, xâm si hạnh thái. Năm đó trời làm cơn hạn nặng, ruộng vườn cây cối chết khô, mùa màng thì thất bát, dân chúng thì điêu linh. Thầy Đậu Chu cám cảnh thương tình, biết hai người học trò của mình là dòng dõi đế vương nơi thủy cung, nên đành kêu tới gặp riêng để mà nhờ cậy, hy vọng có thể giúp đỡ được dân làng. Các con theo ta học đã được bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, thấm thoát cũng đã gần một năm rồi ạ. Vậy các con có được lãnh hội được những gì hay không? Dạ thưa thầy, ngoài kiến thức mà thầy đã truyền đạt trên lớp, hai anh em chúng con đây học rất nhiều điều nhân nghĩa, phép xử thế ở đời từ chính thầy đấy ạ. Con xin nói thêm, anh em con thường nói với nhau rằng thầy đúng là một thánh sống, tài năng, đức độ phi phàm. Anh em con may mắn lắm mới được làm môn sinh của thầy. Chờ chờ, các con đừng bao giờ nói như thế về ta trước mặt người ngoài. Ta chỉ là một kẻ sĩ thất cơ lỡ việc, không mang tài trí ra giúp nước được, đành cáo quan về để dạy dỗ lớp hậu sinh mà thôi. Dạ, dạ. Chúng con nhớ. Sở dĩ hôm nay thầy gọi hai anh em con vào đây làm việc có chút việc riêng. À, mà không, vì việc chung, việc đại sự. Thật là khó khăn cho ta quá. Bình sinh ta chưa bao giờ phải mở miệng nhờ vả ai bao giờ, nhưng bây giờ thì phải cậy đến hai anh em con. Dạ, xin thầy cứ dạy, cứ sai bảo. Được thầy tin tưởng, anh em chúng con vinh dự nào bằng. Dạ thưa thầy, thầy cứ nói, anh em con nhất định sẽ làm ngay. Các con cũng biết đó, hiện nay trong tổng huyện ta, tình hình hạn hán càng ngày càng gay gắt, mùa màng thì thất bát. Này mai mà cứ kéo dài như thế này thì dân chúng sẽ cầm chắc chết đói tính ơi. Ta thật không đành lòng. Thưa thầy, ý của thầy nói vậy là sao? Như thầy trò của ta đây có thể làm được gì cho dân bớt khổ? Đã từ lâu thầy đã biết hai con xuất thân không phải là người trần mắt thịt. Dạ, sao thầy biết ạ? Vì sao thầy biết à? Điều đó không quan trọng. Nhưng vì sao thầy vẫn nhận anh em tụi con làm môn sinh bấy lâu nay? Ta lấy lý do gì để từ chối hai môn sinh vừa ngoan hiền vừa lễ phép vừa hiếu học như hai con đây? Dạ thưa thầy, chúng con thật sự có lỗi khi che giấu thân phận của mình. Dạ thưa, thầy đã rõ, anh em chúng con không dám giấu nữa. Chúng con vốn là hai con thù luôn, con trai của Thủy Tời, chấn giữ khúc sông này. Vì tôn kính quy danh của thầy mà anh em chúng con quyết tâm tầm sư học đạo. Điều đó ta cũng đã biết từ lâu rồi. Thật sao? Chính vì biết rõ mà ta mới gọi riêng hai anh em con vào đây để bàn bạc.
các con có thể nào gọi mưa về đây cho vùng quê của mình được không? Thầy biết tuy đó không phải là nhiệm vụ của các con, nhưng giờ đây ta chỉ biết cầu cứu đến các con may ra có hy vọng mà thôi. Dạ thưa, đúng là không phải nhiệm vụ của chúng con, tuy nhiên thưa thầy, chuyện mưa nắng là ý chỉ của thiên đình. Nhưng mà thiên đình nghĩ sao để cho dân ta lầm than khốn khổ như thế này? Ông trời á phải có mắt chứ. Cả 6 tháng nay không có được một hộp nước, dân chết đói phải bỏ xứ đi tha phương cầu thực, lòng ta thật đau như cắt. Dạ thưa thầy, chúng con là môn sinh của thầy, ơn của thầy chưa trả. Này, trước việc lớn thế này làm cho thầy bận tâm, chúng con thật lòng không muốn làm ngơ. Được, chúng con sẽ ra tay, thầy đừng bận tâm. Huynh, anh dám trái chỉ với Ngọc Hoàng sao? Chúng ta vì đại nghĩa không sợ. Nè, thầy không dám xúi hai con liều lĩnh, nhưng các con xem có cách nào tấu rỗi lên thiên đình sớm nhất hay không? Thưa thầy, nhưng hiềm gì sông hồ có lệnh phong bế thì lấy đâu ra nước bây giờ? Các con thử nghĩ xem có thể lấy nước ở đâu được. Thưa thầy, ngoài trời thì rất nghiêm, nhưng lời của thầy thì rất trọng. Chúng con xin dâng lời thầy, chúng con sẽ dùng nước ở nghiêng mực này tạm thấm nhuần trong mộc dục. Đúng rồi, sao kỳ lạ quá vậy? Không giống mưa bình thường chút nào. Tôi mới chạy từ ngoài làng vô nè, tự dưng xuất hiện một cái đầm nước thật lớn, mà nước đen sẫm như mực vậy đó. À, đầm mực. Hai tên kia dám cả gan chống lệnh, khai trời là mưa, tội không thể dung tha. Xâm si hạnh thái, xâm si hạnh thái, tả hữu thế chi, tả hữu thế chi, hiểu điệu thục nữ, hiểu điệu thục nữ, cầm sắc dĩ chi, cầm sắc dĩ chi, xâm si hạnh thái, xâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi, tả hữu mạo chi, hiểu điệu thục nữ. Thầy ơi thầy, ngoài sông có hai xác con thuyền luồn nổi trên mặt nước. Đi con. Trời bà thấy không, hai con thuyền dài vậy sao chết. Mấy Quỳnh ơi, lẹ lên ở đây nè. Trời đây vậy ta. Chạy thiệt. Đó, nhìn dễ cái đầu này. Thank you.
hai con đã hy sinh tính mạng vì thương dân lành, vì ân nghĩa thầy trò như ta. Ta và dân làng sẽ lập miếu thờ để đời đời sau khắc cốt ghi tâm. Hai con hãy yên nghỉ nha. Đã từng làm chủ quán xiếc mà còn nói thật ra nữa, chà chà, hơi bị điện nha tụi bay. Tôi có cảm giác ổng đang theo dõi ngược lại tụi mình á, chứ tự nhiên ổng chạy lại nhà tự nhận quen với ông ngoại hả? Còn tệ hơn nữa đó, ổng đang cho tụi mình làm xiếc cho ổng coi nữa. Thôi kệ, ông ngoại nói ổng là người tốt mà, chứ không có ý định làm hại tụi mình đâu. Có chuyện gì thì ổng đã xử tụi mình rồi. Ừ, vậy thì chơi tiếp đi tụi bay. Mà sao tao thấy á, có cái này nó hơi kỳ kỳ. Cái gì kỳ? Thì mấy cái lần sau này á, mình đâu có được làm bụt nữa đâu. Toàn là làm mấy cái thứ gì trời ơi đất hỏi đâu không à. Không lẽ suốt đời tụi mình làm lính lát hay là yêu quỷ hay sao? Vậy em bụt đi đâu mất tiêu rồi. Ê, bữa đó mấy cháu tới nhà ông hả? Mà không gặp ông. Bữa đó, xin lỗi mấy cháu nha. Bữa đó ông đi vắng, đi xuống với miệt dưới để dự đám cưới cháu của ông. Bữa nay ông về có quà cho mấy cháu nè. À, nhỏ. Ồ, dễ thương quá. À, con chia các bạn nha. À, đây là nhỏ lớn nè, chia với bạn nha. Dạ, tụi con cảm ơn ông nhiều. Ủa anh Tám. Dạ anh mới tới hả? Dạ phải. Thôi mời anh lên nhà trên uống nước. Dạ được. Để ở đây cho tụi nhỏ nó chơi. Dạ, dạ. Ông đi nha. Thôi đi anh. Dạ. Chết rồi, không biết ông có nghe gì không. Nghi quá. Ông Tám này đúng là có vấn đề mà. Lạ thật, tìm ông ngoại tại sao lại chờ trước cửa nhà kho vậy chứ. Ủa bà đâu rồi? Ba đâu rồi? Ủa, ba đâu rồi? Đi tìm nó đi. Ừ. Ủa? Sao cây phất trần lại nằm đây? Ừ. Ê Bảo, mày mau lấy cuốn truyện ra đi. Ừ. Hồi nhỏ ta thuộc nhất là chuyện tấm cám, bây giờ cha ta vô dây nào cũng ngon hết á. Tiếc thật, lần trước mình vô không được. Vô lại đi chị. Vô cái gì mà vô, thử đi biết liền nè. Ừ, vậy thì chuẩn bị nha. Ừ. 1, 2, 3 tấm cám. Em sợ độ cao lắm. Không sao đâu, không sao đâu, ngoan nhìn chị nè. Sao kỳ vậy Bảo? Sao có mình mày được ưu tiên thành bục vậy? Ủa? Tao thành bục rồi hả? Mày thấy oai phong ghê. Chơi gì kỳ vậy? Mắc gì tới năm đứa mà sao có mình Bảo được thành bục? Trả cái trỏ cho em, trả cái trỏ cho em. Ủa? Bên bục rồi kìa. Hay quá à.
Qua chuối hành bột bà già. Chuối đừng có phá đi chị. Wow. Giang bị thành bột bà kìa. Ờ đúng rồi, đẹp lắm á. Tôi hiểu rồi. Bây giờ nếu cầm cây phất trần và chuyện cổ tích thì sẽ được thành bột. À, thì ra là vậy. Thôi, đừng giành nhau nữa. Rồi ai cũng biến thành bột thôi. Ê, nhìn kìa, chuyện bắt đầu rồi. Chị bắt được rồi nè. Chị giỏi quá, chị giỏi quá, chị liền lên đây đây. Chị ơi, sắp xong chưa vậy chị? Còn một chút nữa thôi. Mình không có con cá nào hết. Chị Tám ơi, đầu chị bị lắm kìa. Chị hụp cho sau đi, kẻ về bị mắng đó. Ủa vậy hả? Được rồi, để chị hụp. Em đợi chị nha. Nhanh nhanh nha chị. Sao không phải là một ông cụ già? Thì lại lâu lâu Bụt cũng phải cải trang để thử lòng người ấy mà chị. Con hiểu rồi. Thôi chị nín đi. Chị nhìn kỹ vào trong đó còn có một con cá bóng kìa. À, phải rồi, còn một chú cá bóng nhỏ xíu à. Nhưng đằng nào thì con về cũng sẽ bị mẹ ghẻ đánh chết. Thì bởi vậy nên chị đem giấu nó đi luôn nha. Ý Bụt là con sẽ nuôi cá bóng này sao? Đúng rồi, chị đem nó về thả trong cái giếng nước. Cứ mỗi ngày chị ăn cơm thì chừa cho nó một phần nhỏ. Sau đó gọi là bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Thì nó sẽ lên với chị ngay. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn Bụt. Mai Nhi về ơi. Làm mỗi đây quá chị ơi, giỏi lắm á. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Cám, một ngày mẹ cho nó chỉ có một chén cơm thôi mà nó không ăn cơm, nó nhịn ăn, nó đem ra ngoài giếng sâu này, nó rải xuống dưới giếng sâu này, nó cho ai ăn? Mà cơm á chỉ có loài người ăn thôi, chứ loài thú thì không thể nào ăn cơm được. Chỉ thì ai ở dưới giếng sâu này? Ai? Hả? Trai chắc luôn. Trai hả? Ừ. Mẹ con kia để có trai đợi tí mẹ. Trời, con nhỏ này nghe trai bỏ đi liền à. Đợi mẹ với. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Không phải trai mà là bóng. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
chớ ăn cơm hầm cháo hoa nha người. Thủ chưa, thủ chưa. Ra ngoài coi bóng nào bạn hất việc cái cơm của tao đi. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Ê, 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 trời ơi, không phải trai, không phải bóng, mà là cá. Cá, cá bóng. Quá rồi ha. Nó dám lấy cơm của tao mà nó cho con cá này ăn ha. Giết nó cho tao. Mô Phật, con tôi sát sanh quá. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng ơi, chị Tắm ơi, sao chị lại khóc? Bụt, bụt, ờ, mà bụt kia đâu? Hay là bụt lại hóa thân thành người khác nữa hả? Dạ phải. Ờ, à, mà em biết tại sao chị khóc rồi. Bụt ơi, không biết ai bắt mất con cá bóng của con rồi. Bụt biết rồi. Bây giờ nó đã trở thành một bộ xương khô. Chị hãy tìm nơi đó ở ngoài vườn, đào một xương cá lên, rồi chia thành 4 phần, bỏ vào 4 cái hũ, rồi chôn xuống dưới 4 cái góc chân giường. Chi vậy Bụt? Thì chị cứ làm vậy đi, Bụt dặn đó. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn Bụt nhiều lắm. Bình, 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 lên đây, lên đây, Bình, Bình. Bụt ơi. Là Bụt đảo à? Hay lắm Bụt, Bụt hay lắm. Im lặng đi, coi tiếp kìa. Mày nhìn em cám của mày nè, đó, ăn mặc đẹp đẽ vậy nè, còn giờ này đi, ăn mặc không ra cái gì hết, bẩn thỉu xấu xí, ra làm trò cười cho thiên hạ à? Nhưng con thấy dân làng ai cũng được đi mà mẹ. Mẹ, mẹ cho chị đi đi mẹ. Thôi được rồi, tao sẽ cho mày đi, không thôi á, người ta ác mồm ác miệng nói tao là gì ghẻ mà không thương con chồng. Mày chỉ làm cho tao một việc cỏn con thôi, xong việc là tao cho mày đi. Đây là thúng gì? Gạo. Kia là thúng gì? Tháo. Giỏi, coi tao nè. Thấy rõ chưa? Bây giờ gạo và thóc đã trộn lẫn lộn với nhau rồi. Chưa đâu, coi tiếp đây. Rồi, xong.
Bây giờ chỉ mỗi việc đơn giản, mày lựa thóc qua một bên, gạo qua một bên. Chừng nào mà lựa xong xuôi rồi tao cho mình đi dự dạ hội, được không? Hai đi đi mẹ. Mẹ. Tấm ơi, chị đừng khóc nữa. Bụt, Bụt ơi, Bụt lại hóa thành người khác nữa hả? Bụt ơi, vì bắt con phải lặt hết thúng tóc này, bây giờ con phải làm sao hả Bụt? Em biết, lát nữa sẽ có một đàn chim sẻ bay xuống giúp chị. Chúng nó sẽ lựa thóc và gạo ra riêng cho chị, nhanh thôi. Nhưng mà chị phải nói là rặt rặt xuống nhặt cho tao. Ăn mất hộp nào thì tao đánh chết. Rặt rặt xuống nhặt cho tao. Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Dạ con biết rồi Bụt. Bụt. Còn nhớ bốn cái lọ xương cá bóng ở chôn một bốn trên giường hay không? Vậy bây giờ chị đào bốn cái lọ ấy lên đi, sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Xong nhiệm vụ rồi, giờ chỉ còn đứng coi thôi. Nhưng mà em chưa được làm bụt mà chị Việt. Nhưng mà bây giờ chuyện hết rồi, bụt đâu có ra nữa đâu. Em chịu đâu. Còn chuyện sau nữa mà.
chị hứa chuyện sau sẽ cho em làm bụt, không phân chia cho ai nữa nha. Thì con thiệt. Loa, truyền trong dân gian, hoàng thượng kén vợ, thiếu nữ tuổi trăng tròn đều được tham dự, ai vừa chân trong hài sẽ được truyền vào cung làm vợ hoàng thượng. Loa. Chẳng lẽ cái làng này không còn ai thử vừa chiếc hài nữa sao? Không! Không! Tránh ra! Còn em! Ủa? Bà năm nay nhiêu tuổi? Hỏi chi vậy? Hỏi cho biết thể lệ thi từ cái tuổi trăng tròn á tới cái tuổi 25. Em 52. Sao lớn tuổi dữ vậy? Trời ơi, không phải thử cho em, mà con em thử. Trời ơi, đi nãy giờ chưa tới nè. Con! Lẹ lên con! Đâu vậy? Trời đất ơi, đi thử hài mà mày nắm như ăn cướp vậy mẹ. Thử đi. Khỏi thử, nhìn nè, vừa chắc luôn á. Con thử đi con. Đâu, vừa không con? Vừa mẹ. Đâu á? Vừa rồi. Vừa, không có vừa. Vừa mẹ. Trời ơi, dư cái gót một khúc kia kìa. Đây là không vừa mẹ. Mày ăn sao để chân mày mập dữ vậy? Thưa quan, cho tôi thử với ạ. Được không? Hoàng tử ơi, có người thử nhiều chiếc hài. Hoàng tử ơi, đúng là nàng rồi. Mà đây có phải là hài của nàng hay không? Dạ, đây là hài của Thiếp. Chót vót cao. Mẹ, mẹ có chắc là nó về chỗ cha không dạ? Con này là mất hứng à. Sao không chắc chắn, yên chí đi. Nó là đứa con có hiếu mà. Nhưng bây giờ nó là hoàng hậu rồi, nó có về không mẹ? Cá mà, ở con cái gì mẹ cũng mê cũng thích á. Trừ cái giọng nói của con, đâu mà tôi có trên trời vậy. Con nói thấp được mà. Nhưng mà con thích vậy á. Nhưng mà mẹ không có thích. Nói đàng hoàng lại đi. Nhưng mà bây giờ nó là hoàng hậu à, nên mẹ có chắc nó về không mẹ? Sao lại không chắc? Chính vì nó là hoàng hậu á, nó càng phải về. Nếu mà nó không về ra, mẹ sẽ đi lên kinh á, mẹ sẽ rao bán nó khắp nơi. Mẹ nói hoàng hậu mà ngày dỗ cha không về là sẽ là đứa con bất hiếu, thì chắc chắn buộc lòng là nó sợ nó phải về thôi. Yên tâm, nó sẽ về. Mẹ hay quá. Khi nó bước chân về tới nhà rồi thì mẹ sẽ kêu nó trèo lên cây cao, nó hái cao để cúng dỗ cha của nó. Hiểu chưa? Trời đất ơi là trời, sao mẹ không kêu nó đem vài chục lượng vàng đi dỗ cha rồi cao hả? Không chạy đâu mà chợ mua đi, tự nhiên trèo lên cao chi hái mất thời gian vậy mẹ? Mày ngu quá. Sao mày không thông minh giống mẹ mày vậy? Đâu có đơn giản mà kêu nó trèo lên cao đâu. Cao rồi còn hơn vàng nữa biết không? Nghe mày nói nè. Hiểu chưa? Lên cao con! Lên cao đứa con! Lên! Ừ nè con! Hái đi con! Hái đi con! Mẹ ơi! Mẹ rung cây như vậy, cây ngã té chết con thì sao? Con nói gì? Con nói lại đừng có lắc hả? Mẹ lắc là con té hả? Ôi con ơi, mẹ lắc như vậy tới mai con cũng không té đâu con ơi. Mẹ lắc như vậy con chỉ sợ thôi con à. Cái này là con mới té nè con à. Đây nè. Nè con, cái này nè, chặt là con té nè con. Con chết nè, con chết nè. Chết nè. Mẹ. Ác quá vậy là chị tắm chết rồi hả chị? Em không chịu đâu. Em đừng sợ, chị em không chết đâu. Chị biến thành chim vàng anh bay về cung tìm vua ấy mà. Vậy còn mẹ con của chị Cám thì sao? Thì họ cũng vào cung, giờ Vĩnh nói này nói nọ, mong vua nhận Cám thay cho Tấm. Vua cực chẳng đã cũng phải nhận lời, nhưng mà không có ngó ngàng gì tới Cám hết đó. Vậy họ có làm hại chim vàng anh không?
Nhóc này nói nhiều quá, để anh kể tiếp cho nghe. Khi vào cung, Cám chăm sóc hầu hạ cho vua. Một hôm, Cám đeo quần áo vua đi giặt, thì nghe tiếng chim hót của chim vàng anh, thì Cám hoảng sợ. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch tao rạch mặt ra. Phơi áo chồng tao thì phơi bằng xào, chớ phơi hàng rào rách áo chồng tao. Rồi sau đó, Cám đi tiếp lấy cây quơ chim đi, nhưng mà trong lòng vẫn nghi ngờ, không biết con chim đó có phải là Tấm không nữa. Thì vàng anh chính là chị Tấm bay về cung mà. Ủa, vậy chị Tấm có gặp nhà vua không chị? Có chứ, vàng anh chờ nhà vua đi một mình trong vùng Thượng Nguyễn, thì liền xà xuống, búng vít ríu rít bên vua. Vua không nghi ngờ gì và nói: vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Thế là từ đó, nhà vua không màng đến Cám, mà chỉ vui đùa và nói chuyện với vàng anh. Cám nhìn thấy và lén khi vua đi vắng bắt vàng anh giết và chôn xuống cây xoan đào. Sao chị ấy có hãm hại chị Tấm hoài vậy? Như người tốt thì ông trời đâu có để dễ chết như vậy được, cho nên chị Tấm hóa thân vào cây xoan đào. Khiến xui thế nào, nhà vua đi vi hành lại đến như cây xoan đào nghỉ mát và không muốn rời xa. Cám theo dõi biết được nên cho người chặt cây xoan đào làm khung cưỡi. Nhưng ác là mỗi khi Cám vào trong khung cưỡi ra dệt vải thì tiếng khung cưỡi lại vang lên tiếng người: có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Cám hoảng quá nên bèn đốt cái khung cưỡi và rải cho khắp hoàng cung, cho theo gió bay đi khắp làng quê và rớt vào một cây thị. Cây thị này lâu nay không có trái, nhưng mà bỗng nhiên ra đúng một trái hương thơm ngào ngạt. Em biết rồi, trái thị đó chính là chị Tấm. Thông minh đó nhóc. Nhưng chị Cám có biết đến đốt cây thị không? Chị Cám không biết, nhưng có một người biết đến lấy quả thị đem về. Ai vậy chị? Em nhìn xem đi. Ai mà vô nhà mình dọn dẹp tùm tất quá vậy nè. Còn nấu cơm cho mình ăn nữa. Chiều tối bà mới về lận à. Bà bỏ con ra. Không, bà không bỏ. Bà không cho con vô trái thị nữa. Con phải ở ngoài bầu bạn với bà cho vui. Hả, gái cưng? Hay quá, chị Tấm có lại rồi. Vậy chị Tấm có gặp nhà vua không chị? Có chứ, nhưng từ từ. Còn một cảnh nữa là mình xong chuyện về nhà rồi. Chủ nhà. Ai đó? Dạ, chào bà. Xin chủ nhà vui lòng cho kẻ lỡ đường này miếng nước. Dạ mời ngồi.
Dạ, cảm ơn. Dạ, mời ngài uống nước. Xin lỗi, cho hỏi ai đã tìm miếng chồng này? Là con gái tôi đó. Nàng Tấm, phải nàng không? Trời ơi, giờ này các mạng người quý hơn ta sức.